Nếu như bạn nào đang thất nghiệp, không có việc làm, hoặc là những người có thời gian rảnh rỗi nhiều, muốn kiếm thêm tiền, thì các bạn không nên bỏ qua cái video này. Bởi vì sao? Bởi vì trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái app kiếm tiền cực kỳ uy tín luôn. Chỉ cần các bạn có tài khoản Facebook hoặc là tài khoản TikTok là các bạn có thể kiếm vài trăm ngàn, thậm chí vài triệu đồng mỗi ngày là chuyện bình thường. Ghê chưa? Ok, bây giờ không nói vòng vòng xàm xàm mất thời gian nữa. Nếu như bạn nào muốn kiếm thêm tiền thì ngay bây giờ đây các bạn hãy cùng theo dõi thật kỹ và làm theo thể tầm nhé. Xin mời. Và bước đầu tiên các bạn cần chuẩn bị một cái chiếc điện thoại di động như thế này. Điện thoại cảm ứng nha. Ai mà xài điện thoại Nokia thì tắt máy đi ngủ đi. Và cái ứng dụng mà hôm nay Thế Tâm muốn hướng dẫn các bạn để kiếm tiền đó chính là ứng dụng GoLive. Nếu bạn nào hay kiếm tiền trên mạng thì chắc không còn xa lạ gì với cái ứng dụng này. Và Thế Tâm sẽ để đường link dưới phần mô tả của video này và dưới phần bình luận các bạn có thể nhấp vào và các bạn tải về. Và sau khi các bạn đã tải về xong thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở nó lên. Và sau khi các bạn mở lên nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Bước tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào chữ đăng ký nè. Đó, và các bạn sẽ nhập họ tên của mình vào. Còn dưới này là tên đăng nhập là cái tài khoản để chúng ta nhập vào đó. Các bạn ghi tên gì cũng được. Tiếp theo là mật khẩu, các bạn muốn ghi cái gì cũng được nhưng mà mình phải nhớ để sau này mình đăng nhập. Rồi ở dưới này xác nhận mật khẩu giống ở trên luôn. Rồi xong các bạn sẽ nhấp vào chữ đăng ký. Và sau khi các bạn đã đăng ký xong chúng ta sẽ có được một cái giao diện như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy ở đây là số dư nè. Số dư của mình là chưa có đồng nào luôn, mới tạo mà. Và bây giờ để kiếm được tiền rất là đơn giản, các bạn sẽ nhấp vào chữ kiếm tiền nè. Ở đây có rất là nhiều cách để chúng ta kiếm tiền. Các bạn có thể kiếm tiền với tài khoản Facebook nè, TikTok nè, Shopee nè, GoView. Đó, các bạn có tài khoản nào chúng ta sẽ kiếm tiền với tài khoản đó. Ví dụ như các bạn có tài khoản Facebook đi, thì các bạn sẽ nhấp vào kiếm tiền ngay. Đó, bây giờ chúng ta sẽ thêm cái tài khoản Facebook của mình vào. Các bạn sẽ nhấp vào chữ thêm tài khoản nè. Và ở đây nó có hướng dẫn chúng ta cái cách thêm tài khoản nè. Bước 1 là copy mã xác nhận và đăng bài lên trang cá nhân với nội dung là mã xác nhận vừa copy. Bước 2 là nhập link bài viết chứa mã xác nhận trên tường của nick. Thôi để bây giờ tôi hướng dẫn luôn cho nó nhanh. Đó, bây giờ các bạn sẽ nhấp vào chữ copy nè. Xong các bạn sẽ mở tài khoản Facebook của mình lên. Các bạn sẽ nhấp vào chữ bạn đang nghĩ gì nè. Đó, rồi các bạn nhấp dính vào đây. Các bạn chọn chữ dán. Xong các bạn sẽ ghi thêm ở trên này là mã xác nhận vừa copy. Các bạn ghi đúng y như vậy nè. Xong các bạn nhấp vào đăng. Và sau khi các bạn đã đăng xong thì các bạn sẽ nhấp vào ba chấm bên hông bài viết nè. Đó, các bạn nhấp vào sao chép liên kết. Sau đó các bạn sẽ dán vào cái ô còn lại dưới này. Chọn dán. Rồi. Xong các bạn sẽ nhấp vào xác nhận thêm tài khoản. Đó, nó thông báo là chúc mừng bạn đã thêm tài khoản kiếm tiền thành công. Ok. Và bây giờ các bạn sẽ nhấp lại vào cái phần kiếm tiền nè. Đó, tiếp tục các bạn sẽ nhấp vào kiếm tiền ngay. Và ở đây các bạn sẽ thấy những danh sách công việc của chúng ta cần làm nè. Bây giờ các bạn có thể nhấp vào bất kỳ cái công việc nào. Nhấp vào đây. Nội dung công việc rất là đơn giản là chúng ta sẽ tăng like cho bài viết. Đó, bước 1 là chúng ta sẽ chọn làm việc bằng cái ứng dụng Facebook hay là trình duyệt web. Bước 2 là chúng ta nhấn hoàn thành là chúng ta có thể nhận được tiền. Đó, ví dụ bây giờ các bạn sẽ chọn làm việc bằng trình duyệt web đi. Các bạn sẽ nhấp vào. Đó, và bây giờ các bạn sẽ like cái bài viết này. Các bạn sẽ nhấp vào chữ thích nè. Nó đăng gì kệ bà nó đi, cứ like đại đi. Rồi sau khi các bạn đã like xong rồi thì các bạn sẽ nhấp vào chữ hoàn thành nè. Đó, các bạn thấy nó để chữ thành công nè. Và các bạn chờ vài phút là tiền nó sẽ cập nhật cho chúng ta. Có rất là nhiều bài viết để chúng ta làm, các bạn có thể làm thoải mái luôn. Còn nếu như bạn nào không muốn làm trên tài khoản Facebook, các bạn có tài khoản TikTok, các bạn muốn làm trên tài khoản TikTok thì các bạn sẽ nhấp vào TikTok nè. Đó, bây giờ Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn liên kết tài khoản TikTok luôn. Nhấp vào thêm tài khoản. Đó, bây giờ các bạn sẽ nhấp vào copy nè. Đó, xong các bạn sẽ nhấp vào chữ bình luận ngay.
Đó, thì nó sẽ mở cái app TikTok của chúng ta lên. Và các bạn sẽ nhấp vào chữ bình luận nè. Các bạn nhấp dính vào đây. Đó, các bạn dán. Xong. Ok. Và sau đó các bạn sẽ nhập cái TikTok ID của mình vào đây. TikTok ID có nghĩa là cái tên tài khoản TikTok của mình đó. Đó, ví dụ như của Thế Tâm là tên là Thế Tâm YouTube. Xong. Các bạn sẽ nhấp vào xác nhận thêm tài khoản. Thành công. Và để kiếm tiền trên tài khoản TikTok cũng rất là đơn giản. Các bạn sẽ nhấp vào chữ nhận giót ngay nè. Đó, thì cái nhiệm vụ của chúng ta nó để ở trên này nè. Tăng lượt theo dõi. Là các bạn chỉ việc nhắn follow cho người ta thôi. Các bạn có thể chọn làm việc bằng cái app TikTok hoặc là cái trình duyệt nè. Đó, ví dụ các bạn chọn cái app TikTok, các bạn nhấp vào đây. Đó, xong các bạn nhấn follow. Sau khi các bạn đã follow xong thì các bạn sẽ nhấp vào chữ hoàn thành nè. Báo cáo thành công, số tiền làm được sẽ được cộng sau ít phút. Và ngoài những cách đó, các bạn còn có thể kiếm tiền bằng những cách khác. Các bạn có thể nhấp vào chữ nhiệm vụ nè. Đó, và các bạn có thể nhấp vào điểm danh hàng ngày nè. Các bạn nhấp vào điểm danh. Đó là chúng ta sẽ cộng được 10 sao. Rất là dễ dàng. Và dưới đây nó cũng có một số nhiệm vụ khác nè. Tải app hay là xem trang hay là đọc truyện thì chúng ta cũng sẽ nhận được sao. Và còn một cách nữa kiếm tiền rất là hay và hiệu quả là các bạn sẽ nhấp vào chữ menu nè. Đó. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào giới thiệu bạn bè nè. Đó, các bạn chỉ cần copy cái đường link này và các bạn gửi cho bạn bè của mình. Khi bạn bè của mình vô đăng ký và bạn bè của mình làm nhiệm vụ có tiền thì các bạn sẽ nhận được 5% trong tổng số tiền mà bạn của mình kiếm được. Đó, ví dụ như các bạn mời được một người kiếm được 100.000 thì các bạn sẽ được 5.000. Nếu người ta kiếm được 10 triệu thì các bạn sẽ được 500.000. Ghê chưa? Và sau khi các bạn đã kiếm được một cái số tiền nhất định thì bây giờ Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách rút tiền ra. Đó. Ví dụ như ở đây số dư nó để là 50 triệu. Các bạn đã kiếm được 50 triệu. Thì tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào chữ menu nè. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào chữ rút tiền nè. Ok. Và sau đó các bạn sẽ chọn là phương thức rút tiền nè. Đó, các bạn nhấp vào đây. Các bạn có thể rút tiền qua tài khoản ngân hàng nè, hoặc là những cái thẻ game nè, hoặc là thẻ cào điện thoại nè. Các bạn cũng có thể rút qua ví Momo nữa nè. Đó, rất là nhiều hình thức. Nếu như các bạn chọn rút qua tài khoản ngân hàng thì các bạn chỉ việc điền cái tên ngân hàng vào đây. Ví dụ các bạn rút qua ngân hàng A, C, B, đó. Tên chủ thẻ nè, xong rồi số tài khoản ngân hàng, rồi xong là chi nhánh ngân hàng ở đâu. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội. Đó. Rồi các bạn nhập số tiền của mình muốn rút là bao nhiêu. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào rút tiền. Các bạn cứ yên tâm, cái app này nó rất là uy tín luôn. Đó, như các bạn cũng đã thấy thì mỗi ngày có rất là nhiều người rút tiền nè. 4 giờ trước nè, rút qua ngân hàng 300.000 nè. 4 giờ trước nè, rút qua ngân hàng 500.000 nè. 2 giờ trước nè, rút qua thẻ cào 10.000 nè, đó. Nếu bạn nào có thời gian rảnh rỗi nhiều muốn kiếm thêm thu nhập thì các bạn hãy nhanh tay tải cái app này về nhé. Và link tải Thế Tâm có để ở dưới phần mô tả của video này và dưới phần bình luận, các bạn có thể nhấp vào và các bạn tải về. Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thế Tâm nhé. Còn bây giờ, Thế Tâm xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.